Chào mừng anh chị và các bạn đến với cà phê lượng chứng khoán cùng Top Farmer Group. Hôm nay Hưng và Hiếu sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh chị trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà được khá là nhiều anh chị nhà tư quan tâm trong giai đoạn tuần này, đó chính là thị trường điều chỉnh hay đảo chiều. Thì hôm nay Hưng và Hiếu sẽ sử dụng những kiến thức của mình về cơ bản và kỹ thuật để giúp anh chị nhà tư đưa ra cái câu trả lời cho câu hỏi của ngày hôm nay. Thì đầu tiên Hưng sẽ nhờ anh Hiếu sẽ sử dụng những kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô của mình để đưa ra câu trả lời này. Dạ vâng, cảm ơn anh Hưng. Thì trước mắt á, thì chúng ta phải là đồng ý với nhau là chứng khoán và kinh tế là nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ok, vậy thì muốn biết là thị trường điều chỉnh hay là đảo chiều thì chúng ta phải là nhìn nhận kinh tế trong vòng 6 tháng đến 1 năm là nó có hồi phục, nó có tăng trưởng hay là nó có ảm đạm hay không. Thì rõ ràng là trong 2021 á, thì kinh tế Việt Nam là có rất là nhiều triển vọng. Ví dụ như là Việt Nam là trở nên quan trọng hơn trong hệ sinh thái công nghiệp chế biến toàn cầu. Cái thứ hai là Việt Nam tham dự rất là nhiều cái hiệp định thương mại tự do với lại ví dụ như là với EU, với là châu Á Thái Bình Dương, hoặc là gần đây nhất là RCEP tức là với ASEAN. Thì đây sẽ là một cái đòn bẩy rất là lớn khi mà tình hình kinh tế thế giới phục hồi và đặc biệt là cái dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Và cái thứ ba là năm 2021 thì chúng ta nghe rất là nhiều về đầu tư công. Thì khi mà đầu tư công tăng trưởng trở lại thì đây sẽ là một cái động lực, là một cái yếu tố thể dẫn dắt thị trường trong 2021. Và nếu mà anh Hưng á thì đều là một cái phép so sánh với lại thị trường Mỹ chẳng hạn, thì rõ ràng là Mỹ chịu tác động rất là nặng nề bởi dịch Covid và kinh tế chính trị của họ rất là bất ổn, họ cũng bị những cái như là thất nghiệp vân vân rất là nhiều. Nhưng mà chứng khoán họ có tăng hay không là có, họ tăng liên tục rất là nhiều, thậm chí là vượt đỉnh. Thì rõ ràng là cái câu chuyện ở đây là mình không còn những cái yếu tố quá xấu mà có thể là khiến cho thị trường nó đột ngột nó đi vào suy thoái được, và cái việc tăng trưởng trong thị trường chứng khoán là điều sớm muộn hay không thôi. Dạ vâng, như vậy là từ những cái lý luận của anh Hiếu đưa ra, có thể là câu trả lời của chúng ta có phải là thị trường chỉ điều chỉnh đúng không anh Hiếu? Dạ vâng. Dạ vâng, thì đó là những về lý luận về kiến thức kinh tế vĩ mô. Còn tiếp theo thì Hưng cũng sẽ đưa ra một số về lý luận về phân tích kỹ thuật. Đầu tiên Hưng sẽ mời Hiếu và anh chị cùng xem biểu đồ của VN-Index. Thì nếu mà chúng ta nhìn nhìn biểu đồ về VN-Index trong tuần qua thì đầu tiên Hưng đã kẻ một số cái trend line sẵn về cái xu hướng của thị trường VN-Index, thì chúng ta có thể thấy là thị trường đã giảm rất là mạnh, phải nói là sập sàn vào ngày 19 tháng 1. Nhưng mà vào ngày 20 tháng 1 thị trường vẫn tiếp tục giảm, nhưng chúng ta đã thấy một cái điều gì? Ở cái cây nến của ngày 20 tháng 1 này đã chúng ta đã thấy hình thành một cái cây nến, một cái cây nến chuồn chuồn với một cái đuôi rất là dài, cho thấy là đã có một cái lực cầu rất là mạnh tham gia vào thị trường, đã giúp cho thị trường nó giữ vững được cái xu hướng trước đó. Nếu mà chúng ta nhìn vào đây, vào cái trend line đây, cho đây là một cái trend line thể hiện xu hướng tăng của VN-Index, và khi mà chỉ số VN-Index đã vừa chạm chạm vào cái trend line hỗ trợ này thì nó đã bật ngay tăng ngay trở lại. Thì điều này cho thấy là hiện tại là trên thị trường phe mua vẫn đang chiến thắng phe bán, và chính là nhờ cái điều này đã giúp cho thị trường VN-Index của chúng ta đã giữ vững được sau hai phiên có thể nói là đẫm máu trên thị trường, là làm các nhà đầu tư rất là khiếp sợ. Và cho đến hôm nay thì đã là cái phiên thứ ba T cộng 3 sau khi mà cái phiên giảm mạnh vào ngày 19 tháng 1 mà nhà đầu tư bán, thì hôm nay là một cái phiên đóng cửa tiếp tục một cái cây nến doji, là cho thấy một cái thái độ Đúng rồi. lưỡng lự của các nhà đầu tư trên thị trường. Và Hưng và cũng có nhiều anh chị nhà tư cũng cảm thấy rằng là rõ ràng vào ngày 19 tháng 1 á, cái lượng mà nhà đầu tư dám tham Hưng nghĩ gọi là dám tham gia bắt đáy á, là một cái số lượng rất là nhỏ thôi. Mà hôm nay khi mà hàng về á, nên số lượng hôm nay khi hàng về á, việc việc hôm nay với một cái thanh khoản hôm nay cũng không phải là cao. Hôm nay thị trường giao dịch rõ ràng chỉ là 16.000 tỷ thôi, và nó thấp hơn các phiên trước khá là nhiều. Và với việc mà một cái nến lưỡng lự như thế này là Hưng đánh giá nó vẫn một cái mang một cái tích cực Tích nhiều cực. hơn.
để mà chúng ta có thể một cái sự chắc ăn hơn nữa thì chúng ta có thể chờ đến ngày thứ phiên thứ thứ hai và thứ hai tuần sau, thì khi đó là chính thức là của một lượng lớn hàng bắt đáy từ cái phiên ngày 20 tháng 1, những cổ phiếu này sẽ về. Thì nếu mà hôm đó Hưng nói, nếu mà hôm đó những cái thị trường chỉ số EVN-Index vẫn trụ vững được, vẫn trụ vững được ở trên cái một cái trend line tăng như thế này, thì chúng ta có thể kết luận được đây là thời gọi là đây chỉ là một cái xu hướng đảo chiều, một cái xu hướng giảm điều chỉnh ngắn hạn của thị trường để mà thị trường có thể đi xa hơn thôi, vẫn chưa phải chính thức là một cái phiên đảo chiều xu hướng của VN-Index. Dạ vâng, vậy thì bây giờ mình đó là câu chuyện của thị trường, của toàn thị trường chung của VN-Index, thì mình có nên tham gia thị trường, mình có nên tham gia mua bán cổ phiếu này bây giờ? Để trả đó, Hưng sẽ sử dụng những cái kiến thức của mình, để quan điểm riêng của mình để trả lời câu hỏi của anh Hiếu. Thì cá nhân Hưng thì thật sự Hưng nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để mà tham gia thị trường mua vào thời điểm bây giờ. Nhưng mà vì sao thì Hưng sẽ nói rõ. Đầu tiên là chúng ta phải nhìn lại giai đoạn vừa qua, là khi mà VN-Index đã tăng rất là mạnh, tăng liên tục rất là mạnh, và rất là nhiều nhà đầu tư, anh chị nhà đầu tư đã nói với Hưng rằng là bây giờ chỉ cần thị trường giảm một cái thôi là anh chị sẽ buy vô mua mạnh liền. Nhưng có ngày vào hai phiên giảm ngày 19 và ngày 20 tháng 1, nhà đầu tư sau khi thị trường giảm thì nhà đầu tư lại rất là sợ, đặc biệt là những cái nhà đầu tư F0 chưa trải nghiệm những cái điều này trên thị trường thì đã rất là lo lắng. Nhưng rõ ràng hơn lại một cái nhìn khác, đó là đây là chính là một cái cơ hội mà mua được những cái cổ phiếu tốt, những cái cổ phiếu mà đã cổ phiếu tốt trên thị trường có một cái giá chiết khấu thật sự là quá rẻ. Sau hai phiên thì giá cổ phiếu giảm rất nhiều, cổ phiếu giảm tới hơn 10%, đó một cái chiết khấu quá là rẻ mà chúng ta có thể canh cơ hội mua trong ngắn hạn như bây giờ, và có thể nói là duy nhất trong năm 2021. Thì nhưng mà chúng ta chỉ mua khi nào? Chúng ta chỉ mua những cổ phiếu mà có một cái động lực tiếp tục tăng trưởng trong 2021, và chúng ta sẽ mua giữ trung hạn, chứ không phải mua theo cá nhân hơn là nên mua giữ trung hạn, chứ đây vẫn chưa phải là thời điểm mua giữ ngắn hạn. Tại vì thị trường chúng ta vẫn chỉ mới sau một cái phiên tăng rất là mạnh rồi, và một cái sự biến động mạnh trong tuần này, thì thị trường chúng ta vẫn rõ ràng vẫn cần một là tạo một cái nền giá, nên cần một nền giá đi ngang. Nên anh theo Hưng nghĩ thì đây vẫn chỉ là một cái sóng điều chỉnh, và cần sẽ còn dần co đến một khoảng thời gian nhất định, nên cái rủi ro mà khi chúng ta để mà đầu tư ngắn hạn nó vẫn còn rất là cao. Tuy nhiên mình ta sẽ thích hợp hơn để chúng ta đầu tư trung hạn hơn. Dạ vâng, một cái là khi mà anh chọn những cổ phiếu để từ đầu tư trung hạn á, thì anh có những cái tiêu chí gì để chọn những cổ phiếu đó không? Dựa vào kinh nghiệm mình thì Hưng cũng thấy thế này. Năm qua rõ ràng là một cái năm rất là khó khăn với hầu hết các doanh nghiệp trên ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc mà xoay sở để mà những doanh nghiệp có thể tiếp tục tồn tại không thua lỗ, đó là đã một điều khó khăn rồi. Đúng rồi. Mà những doanh nghiệp có thể tạo ra được lợi nhuận trong một cái năm biến động như 2020 thì càng hiếm thấy nữa. Mà như vậy những cái doanh nghiệp mà có thể tạo ra những doanh thu là những tiếp tục tăng trưởng trên 20% quả là thật sự là hiếm thấy, và cho thấy là những doanh nghiệp này có thể đã không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái đại dịch, và như vậy là và cho thấy là cái lãnh đạo của doanh nghiệp đã thích nghi rất là tốt trong cái điều kiện thay đổi. Và như vậy Hưng nghĩ là những cái doanh nghiệp mà có tốc độ tăng trưởng về doanh thu về lợi nhuận trên 20% sẽ là những cái mục tiêu của Hưng săn đón để mà mua đầu tư trung hạn cho năm 2021. Dạ vâng. Còn dưới góc nhìn của em thì em lại thích là những cái cổ phiếu mà nó quay trở lại thị trường, như là mình sẽ sử dụng cái chu kỳ kinh tế để mình chọn cổ phiếu. Thì theo như cái gu của em thì em sẽ bổ sung một tí. Cái gu của em chọn cổ phiếu là thường là đợt này á, dựa vào chu kỳ kinh tế thì em sẽ chọn cổ phiếu của nhóm dầu khí với lại nhóm bất động sản. Thì tại vì thứ nhất á, cái nhóm dầu khí là nó có hai cái điểm chính, là cái mỏ Sài Gòn Đại Nguyệt sẽ là một cái yếu tố thúc đẩy, thêm với nữa là cái giá dầu đó, thì em sử dụng cái này là để chọn những cái doanh nghiệp dầu khí. Giá dầu sẽ hồi phục đúng trở rồi, lại dạ, đúng khi em. Mà nền kinh tế thế giới hồi phục đúng không Hiếu? Dạ đúng rồi. Còn đối với nhóm cổ phiếu bất động sản thì em là kỳ vọng là họ sẽ có một
họ sẽ có những cái thay đổi về luật pháp để có thể cởi bỏ những cái khung pháp lý, và từ đó những cái dự án bất động sản có thể cất cánh trong năm tới. Thì đây là cái cách mà em chọn cổ phiếu. Vâng, thì Hưng cũng có đồng quan điểm với Hiếu. Thì rõ ràng bất động sản trong giai đoạn vừa qua và cũng như cái năm vừa qua cũng như năm nay thì nó đã vẫn khá là u ám, triển vọng vẫn khá u ám. Tuy nhiên mà khi với những triển vọng nền kinh tế hồi phục cũng như việc đầu tư công, đầu tư về cơ sở hạ tầng quay lại thì cái nhu cầu của nhà đầu tư về những nhóm ngành bất động sản này sẽ tăng, đúng không anh Hiếu? Thì như vậy nó sẽ thúc đẩy cho những cổ phiếu bất động sản này có thể tăng trưởng được tốt hơn. Thì như vậy thì buổi trò chuyện với chủ đề là thị trường điều chỉnh hay đảo chiều của Hưng và Hiếu hay đại diện Top Fundo Group hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi đến hiện tại. Nếu anh chị thấy hay và hữu ích, hãy like và subscribe giúp để Top Fundo có thể thêm những động lực để đăng ra nhiều video hữu ích cho anh chị. Cảm ơn chị.